Ok, hello anh em, chào anh em đến với một video review tiếp theo trong chuỗi video series review đến từ Coin68 TV. Mình là Nathan đến từ team Coin68 và rất là vui lại được đồng hành với các anh em trong những cái buổi review như thế này. Thì thực chất á, hôm nay mình sẽ đến với một cái dự án mà chắc anh em đọc tiêu đề thì chắc anh em cũng có thể hiểu sơ qua, nhưng mà nhìn anh em có thể thấy được cái gọi là cái landing page của Happyland Finance ở đây á, thì anh em sẽ thấy một cái nhà kho. Thì nhìn một cái nhà kho thì mình sẽ lại nghĩ ngay tới những cái khu nông trại, rồi có những cái game ví dụ như là hồi xưa anh em có chơi á, ví dụ như nông trại vui vẻ nè, khu vườn trên mây nè. Thì đó, ở đây cũng chính là một cái tựa game đi theo cái hướng đi như vậy ở trong crypto. Thực chất á, game nông trại ở trong crypto đây không phải là lần đầu tiên anh em thấy. Có những tựa game về nông trại rất là thành công ở trong crypto như anh em có thể thấy, ví dụ như Wanaka nè, hay là sắp tới là có DeFi Land nè. Đó thì thấy là những cái game rất là thành công. Cho nên á, mình nghĩ là Happyland sẽ là một đối thủ cứng cựa cho tất cả những gọi là những đối thủ ở trong thị trường crypto về tựa game nông trại. Nào, mình cùng bắt đầu xem là tựa game này sẽ có những gì thú vị nhé. Rồi, ok. Vậy thì đối với cái video review lần này á, thì mình sẽ làm nó hơi khác đi một tí. Nếu mà anh em có theo dõi trong thị trường crypto thời gian gần đây á, anh em sẽ thấy là có rất nhiều những con game nó đã gọi là launch token. Rất nhiều những con game nó có những roadmap, có những cái gọi là chiến lược marketing, quảng bá sản phẩm rất là rầm rộ. Tuy nhiên á, nếu như mà anh em để ý nha, và đặc biệt là anh em là những người chơi game nhiều á, mình thì thực ra mình cũng có chơi game nhưng mà không phải là chơi game quá nhiều. Nhưng mà ở góc nhìn của mình á, thì cái cốt lõi của một cái dự án game vẫn phải là game, đúng không? Nghe nó rất là rõ ràng là như vậy. Thì á, mình sẽ bắt đầu review cái dự án này, đi thẳng vào vấn đề luôn, là con game của Happyland chơi như thế nào và giao diện nó sẽ nhìn ra sao, để anh em có thể xem coi là ok, là mình có hứng thú hay hợp với cái trò chơi này không. Thì để mà anh em có thể tự trải nghiệm á, thì ở đây anh em lên một cái trang web của họ là happyland.finance. Thì kế bên đó nó có nguyên cái nút play to đùng ở đây nè. Đó, anh em click vô play thì nó sẽ dẫn anh em tới một cái đường link. Rồi, anh em sẽ được vô cái phiên bản gọi là phiên bản test version thôi. Thực chất á, dự án Happyland thì họ chưa có tung ra cái phiên bản game chính thức. Cái này mới chỉ là một cái phiên bản test để cho anh em có thể gọi là hình dung được cái trò chơi này chơi như thế nào thôi. Thì đây, mình sẽ login cái account của mình nhé. Thì cái này anh em login rất là đơn giản thôi. Anh em có thể đăng ký ở cái chỗ Create New Account dưới đây là anh em có thể vô rồi. Rồi, vậy thì bây giờ mình bắt đầu vô vấn đề luôn ha. Thì đó, mình vô game thì mình nghe cái nhạc nó rất là nghe nó rất là tuổi teen đó. Nhưng mà nếu mà anh em không thích nhạc á, thì mình có thể giảm dung lượng nhạc ở đây, với lại giảm cái tiếng trong game ở đây. Thì mình giảm là một tí thôi, để mình tập trung vào những cái thứ khía cạnh ở trong trò chơi. Rồi, vậy thì bây giờ nè, anh em thấy á, là tại vì hồi nãy á, trước khi mà mình làm cái video review này, mình có vô vọc ở cái farm này một tí rồi. Nhưng mà thực chất á, là khi mà anh em bắt đầu chơi á, thì ở đây nè, anh em sẽ có 10k lận, không phải là 3k như mình. Và ở dưới ở đây á, sẽ có một cái thanh. Cái thanh có một cái dấu mặt trời với số 1 ở đây, sẽ là thanh kinh nghiệm. Thanh level á, ở đây level 1. Và bên đây là cái XP cần thiết để anh em lên level ha. Thì trong cái quá trình mà anh em farm, trong quá trình anh em trồng lúa, mua bán vật phẩm, đồ vân vân và vân vân, thì anh em sẽ nhận được lượng XP tương ứng. Rồi, và ở đây mình sẽ thấy có rất là nhiều nơi. Ok, thì ở đây thì nó yêu cầu là mình phải mua một con thú ở trong store. Vậy thì bạn có tới muốn tới Animal Store hay không? Đi. Rồi. Ok, ở đây thì có bán một con chó với giá 5.000. Nhưng mà thực ra là hồi nãy trước khi mình làm cái video này, mình cũng nói với anh em là mình có vọt ở đây thì mình có mua một con chó với giá 5.000 rồi. Thì cái con chó của mình nó đang nằm ở đây nè. Đó, anh em thấy không? Đó, con chó này nó có giá là 1 ngày tuổi cộng. Thì mình cũng chưa rõ vai trò của chú chó này là để làm gì. Tại vì họ chưa cho phép mình gọi là đào sâu vô hơn chuyện đó. Thì họ bắt mình phải mua con chó. Và sau khi mình mua con chó xong thì mình tạm thời để đây để mình biết. Nhưng mà chắc có lẽ là trong tương lai họ sẽ phát triển tính năng này ha. Rồi, kế bên đó, hồi nãy là mình mua chó là ở đây nè. Đó, thì mình sẽ qua bên này. Thì bên này á, nó giống như là một cái cửa hàng seeds, là cửa hàng hạt giống. Ở đây thì nó không có quá nhiều option. Tại vì phiên bản test thì họ chỉ cho mình mua thử thôi. Ở đây có cái option là mua cà chua với giá là 100 đô. Thì thôi thì mình chắc mình mua nhiều tí ha. Tại mình có tới 3.000 tiền lận. Thì mình mua 10 cà chua đi. Rồi, vậy thì 10 cà chua thì mình đã mua thành công với giá là 1.000 ha. Vậy thì mình còn có 2.000 trong tài khoản thôi.
Rồi, và ở ngoài đây thì cũng không có quá nhiều thứ. À, mình có thể di chuột đi xung quanh nè. Đó, thì anh em có thể thấy là thực ra cái map này á, mình nghĩ là trong tương lai họ sẽ còn mở rộng thêm. Ví dụ như ở cái khu vực này nè, đó thì họ chưa cho phép mình có thể làm được gì với khu vực này cả. Nhưng mà cái khu vực này là nó sẽ gắn liền với những cái con động vật mà anh em có thể mua. Thì ví dụ như mình nhìn thử nha, ở đây một con, cái này mình đoán thôi nha, mình không biết chắc nha, nếu mà mình có nói sai thì anh em bỏ qua giúp mình. Ví dụ như ở đây mình có một cái hồ cá, thì mình nghĩ là cái hồ này chắc là để nuôi cá koi. Ở đây có mấy cái chuồng á, thì chắc là nuôi bò, nuôi gà, nuôi dê, nuôi vịt rồi chẳng hạn. Rồi sau đó thì mình có thể, sau khi nuôi xong thì mình có thể bán trứng lấy tiền, còn không thích nữa thì mình lỡ click vào, không thích nữa thì mình hoàn toàn có thể đi tới chỗ khác, ví dụ như đi qua nhà khác mình đi cướp. Nếu như mà anh em hồi xưa có chơi cái trò nông trại vui vẻ á, thì anh em phải nhớ là hồi xưa mình từng gọi là thức khuya dậy sớm để mà mình đi gọi là sang nhà hàng xóm mình đi cướp cướp cái vật phẩm của người ta. Thì nói chung là nó là những cái trải nghiệm rất là vui ha. Thì đây đây là toàn bộ cái map và cái giao diện của tất cả cái trò chơi này. Thực chất là mình nghĩ đây chỉ là một phần rất nhỏ trong cái map tổng thôi, và họ hoàn toàn có thể bán một cái land, bán một cái khu vực xem coi là nó có cái gì. Ở đây là cái barn này hiểu như là một cái nhà kho thôi. Thì nhà kho ở đây thì do là cũng chưa có cái gì để mà có thể làm á, nên là cũng trong nhà kho này vẫn chưa chứa được cái gì. Ở đây có một cái nút buy, bạn có muốn mua crop với giá 5.000 token hay không? Thì thực ra đây mình không đủ 5.000 token, nhưng mà anyway á, là nếu mà anh em mua cái chỗ này nè thì nó vẫn chỉ là cho anh em mua thôi, chứ cũng chưa cho phép anh em làm cái gì cả ha. Vậy thì đó là về tổng quan về nguyên một cái map trò chơi mà anh em có thể dễ hình dung. Ok, vậy thì đi tới phần tiếp theo thì như anh em có thể thấy á, là hồi nãy giờ mình đã đi qua một cái gọi là cơ bản về giao diện trò chơi, trò chơi này có những cái gì, và thực ra thì cái cảm nhận của riêng mình thôi thì nó rất là giống những cái trò nông trại vui vẻ ở một cái thời điểm trước. Thì thực chất á, bây giờ nông trại vui vẻ nó không phải là một cái game quá hot nữa, nhưng mà nó được một cái á, là nông trại vui vẻ nó sẽ rất là dễ chơi và phù hợp với nhiều đối tượng. Thực chất á, đối với cái nền game NFT crypto thời điểm hiện tại thì game, nói về game nha, thì mọi người sẽ thấy là gameplay của những cái game bây giờ nó vẫn còn khá là sơ khai, nó vẫn chưa có những cái game gọi là 3D đình đám mà có thể gây ra gọi là gây chấn động trong làng game, hay là kiểu giống như là nó có những cái game MOBA rồi vân vân. Nhưng mà thực chất á, thì nó sẽ phải cần thời gian để tới thời điểm đó. Và ở cái nước đi này nè, là họ chọn làm cái đội ngũ Happy Land, họ chọn làm game nông trại, thì thực ra mình thấy rất là hay. Tại vì game nông trại, ví dụ như một người không có chơi game đi, ví dụ như anh em chơi game nhiều thì anh em thấy game nông trại có thể là hơi chán, nhưng mà đối với những người họ không biết chơi game á, thì họ thấy là những game nông trại này nó rất là dễ chơi, rất là vui. Và bên cạnh đó nó sẽ lại giới thiệu một cái concept mới ở trong cái lĩnh vực game, đó chính là play to earn. Thì cái play to earn này á, thì nó sẽ xoay quanh cái đồng token là HBL. Thì hồi nãy HBL là anh em có thể thấy là HBL dùng trong game, dùng trong cái phiên bản test á, là để mua, ví dụ như mua mua cà chua nè, mua con chó nè, đó, rồi mua crop là mua lúa nè, đó. Thì anh em có thể hoàn toàn dùng mấy cái này để mà thực hiện thao tác trong game. Vậy thì bây giờ nè, anh em mình sẽ nhìn một tí về cái HBL này là như thế nào. Thì thực chất á nha, cái HBL này á, mình sẽ thấy á, là nó sẽ có một cái tổng cung 400 triệu thôi. Có nghĩa là cái tổng cung này chỉ là một cái tổng cung cố định. Có nghĩa là HBL này không phải là kiểu giống như là SLP ở bên Axie á, là kiểu giống như là mình càng chơi thì nó sẽ càng có. Và cái tổng cung SLP á, là một con số vô cực, nó sẽ là không giới hạn. Thì ở đây á, cái HBL này nè, nó vừa đóng vai trò là cái phần thưởng play to earn, vừa đóng vai trò là governance token, là token gọi là quản trị dự án, vừa đóng vai trò trong marketplace, là trong cái chợ. Ví dụ như anh em mua vật phẩm rồi vân vân thì anh em sẽ phải vô chợ staking, và sau đó là những cái upgrade về cái farm của mình. Ví dụ như anh em thấy thì hồi nãy cái map của mình nó khá là ít, nhưng mà ví dụ như anh em muốn phát triển nó lên thì anh em sẽ phải bỏ tiền ra, và cụ thể tiền ở đây là HBL. Thì ở trong cái phần này nè, là họ đã chia ra một cái lượng phần trăm
cụ thể. Thì cụ thể đây là bao nhiêu phần trăm thì anh em có thể nhìn thấy ở đây ha. Thì mình cũng không có muốn nói quá sâu về cái phần này, tại vì đội ngũ của họ là đã có tính toán trước rồi để mà ra đến con số này đó. Thì ở đây họ dành khoảng 28% trong 400 triệu này cho cái phần play to earn. Thì là play to earn là cái phần play to earn reward này nè. Đó chính là ví dụ như anh em chơi thì anh em sẽ nhận được vật phẩm, thì họ sẽ phải cân bằng. Tại vì anh em có thể thấy nha, anh em dùng cái đồng này để mua những cái vật phẩm trong game, ví dụ như mua cà chua hay mua chó rồi chẳng hạn, và anh em cũng có thể nhận lại được cái đồng tiền này khi mà anh em hoàn tất nhiệm vụ hay là lên level hay lên cấp, lên kinh nghiệm hay sau đó. Thì nói chung á là đây là cái vai trò của HBL. Và mình thấy nha, là đối với những game bây giờ, ví dụ như mà họ muốn scale lên, họ muốn thành công lên, thì đây là một cái mô hình khá là mới. Tại vì ví dụ như Axie thì họ sẽ có hai token, một token quản trị với cái tổng cung cố định, và một cái token là SLB, là token utility, token play to earn, tức là chơi bao nhiêu thì nó sẽ ra bấy nhiêu đó, thì nó sẽ rất là dễ kiểm soát. Nhưng mà đối với HBL này là một token thôi mà họ làm tất cả mọi thứ luôn, thì mình rất là tò mò xem gọi là họ làm chuyện này như thế nào. Rồi, vậy thì nói sâu hơn về roadmap á, thì con này, dự án này thì nó sẽ có 3 phase. 3 phase như anh em có thể thấy ở đây ha. Thì phase đầu tiên là quý 3 2021, quý 4 2021 và quý 1 năm sau. Thì ở đây á, mình sẽ có một số những cái quan trọng, và đặc biệt là nó sẽ nằm trong quý 4 2021, anh em cần phải để ý, chính là thời điểm hiện tại luôn. Là đầu tiên là sẽ có IDO, là bán token. Sau đó là mở ra phiên bản testnet vào tháng 12. Thì thực chất hồi nãy cái mình chơi là phiên bản chắc là testnet của testnet luôn. Theo mình nghĩ như vậy, tại vì gần như là không có quá nhiều chức năng trên đó có thể chơi được. Bên cạnh đó là họ sẽ ra marketplace và ra NFT. Bán NFT. Bán NFT ở đây thì mình nghĩ thôi nha, tức là mình không chắc, nhưng mà mình nghĩ là họ sẽ bán những cái vật phẩm ở trong game, ví dụ như có những cái máy cày hay là ví dụ như con bò, con trâu gì đó, thì mình nghĩ thế thôi. Đó thì đó là một số những cái ý tưởng để họ có thể bán NFT. Và bên cạnh đó là qua quý 3, qua phase 3, quý 1, 2 năm sau thì họ sẽ ra game version 1 vào tháng 1 năm 2022. Và sau đó thì họ sẽ tìm kiếm xem coi là có những cái kế hoạch để mà làm multi-chain hay không. Thì đó là một số những sơ lược về cái đồng token và cái hướng đi sắp tới của họ. Ok, tiếp theo thì một cái điểm khá là đặc biệt và thú vị đối với dự án á, mình có thể để ý á, là họ có ra một cái khái niệm tên là Crops to Earn. Mình rất là quen thuộc với Play to Earn. Gần đây thì mình có nghe nói tới Learn to Earn, Move to Earn, và ở đây là có Crops to Earn. Thì thực ra cái chữ Crops này dịch ra tiếng Việt cho anh em là lúa, lúa để kiếm tiền. Thì mình có thể hiểu là trồng lúa để kiếm tiền đi ha. Thì thực chất á, là để trở thành một người sở hữu nguyên một cái trang trại, anh em có thể nhìn thấy ở đây rất là nhiều loại gọi là cần thu hoạch luôn, là anh em có thể bán những cái này để lấy tiền á, thì anh em sẽ cần cái account. Hồi nãy mình có vô cái account của anh em, account của mình để vô game test cho anh em, thì liên với cái ví MetaMask của anh em, và sau đó thì những cái thông tin dữ liệu là sẽ nằm trên hệ thống của Happyland. Và sau đó thì khi mà anh em vô game á, thì anh em sẽ có một cái căn nhà. Hồi nãy á, anh em nhớ căn nhà màu đỏ này không? Đó là cái barn, hay còn có cái nhà kho, thì có thể hiểu là cái nhà của mình. Và bên cạnh đó là cái warehouse. Cái warehouse này cũng là cái nhà của mình luôn nè, là cái nhà kho. Rồi, vậy thì á, land là những cái mảnh đất, những cái miếng đất nha. Hồi nãy thì khi mà mình chơi game, mình cũng nghĩ tới cái chuyện này á, là mình có thể mua đất thông qua cái gọi là cái store của Happyland, và gọi là bán với những người chơi khác ở trên hệ thống chợ của Happyland. Và sau đó thì những cái vùng đất như thế này nè, ví dụ như anh em mua miếng đất này đi, thì anh em có thể trồng cây, trồng hoa, trồng gì đó anh em muốn. Ok, vậy thì đây là về cái vai trò của land ở trong đây ha. Thì mình sẽ thấy khá là thú vị. Và để mà nói sâu hơn một tí về cảm hứng của trò chơi này cũng khá là hay, đó chính là đến từ vùng quê của Texas, là ở Mỹ. Ok, rồi, vậy thì mình đã nói về token rồi, mình đã nói về game rồi, mình đã nói về land một tí về cảm hứng, và sau đó thì hồi nãy mình cũng có nói về roadmap rồi. Thì bây giờ mình sẽ nói về advisor một tí, là những người gọi là advice cho dự án, những người mà đưa ra những cái hướng đi, đường đi nước bước cho dự án là ai. Thì ở đây á,
mình sẽ thấy ba cái tên. Thì đầu tiên là có anh Kenji Wang đến từ AU21. Bên đây là một anh Santiago, là một trong những nhà đầu tư. Và bên cạnh đó là ở đây có CEO của Illuvium, Kieran Wick. Thì ở đây thì nếu mà anh em có theo dõi về thị trường GameFi thì chắc là Illuvium là một cái tên mà có lẽ là ai trong chúng ta cũng sẽ phải nghe qua một lần rồi. Và dự án Illuvium gần đây có được list lên Binance cách đây khoảng tầm vài tuần nếu mình nhớ không nhầm. Rồi, và ở đây là một số những gọi là investor, nhà đầu tư cho dự án á. Thì ở trong đây có những quỹ cực kỳ uy tín ở Việt Nam, ví dụ như Karos Ventures, Kyber Ventures, vân vân. Anh em có thể tìm thấy ở đây luôn. Rồi, thì như vậy là mình đã đi qua tương đối là gọi là gọn ghẽ về những cái thông tin của Happy Land có trên website của họ ha. Và mình cũng đã cho anh em thấy một cái phần demo về game rồi. Vậy thì nếu như mà anh em muốn chơi thử game đó thì anh em có thể vô trang web happyland.finance. Ở đây mình có để link ở đây nè, đó. Rồi sau đó anh em bấm vô nút play ở đây. Anh em tạo một cái account, cũng không cần liên kết với MetaMask đâu, tại vì đây là phiên bản test thôi. Chắc có khi là test của testnet luôn. Đó là một cái phiên bản rất là ban đầu thôi. Thì anh em sẽ được kết nối vào trong cái nông trại như thế này. Nghe cái nhạc nó cũng khá là thú vị ha. Đó, thì anh em vô cái trang trại đó thì anh em sẽ thấy được là ok, sẽ có những cái thứ diễn ra trong đó và mình sẽ bắt đầu có một cái nhìn rõ hơn về game. Và cái tựa game nông trại này như mình đã nói ngay từ đầu rồi á, là nó rất là dễ chơi, đặc biệt là đối với những người không biết chơi game nhiều hoặc là không thích chơi game hoặc là cũng không thuộc về game. Thì đội ngũ của Happy Land mình nghĩ là đã chọn ra một cái hướng đi rất là hay để mà có thể gọi là đưa game NFT cho nhiều người chơi hơn và cho nhiều người tiếp cận hơn. Rồi, thì đến đây cũng là cuối video review Happy Land Finance của Coin68 TV rồi. Nếu như anh em thấy video này hay và bổ ích, anh em có thể gọi là dập nát cái nút like cho mình ha. Và kiểu như là cái nút like và những cái thông tin về dự án thì mình có để bên dưới. Và bên cạnh đó là bên mình á, có rất là nhiều những cái video review như thế này dự kiến là sẽ ra mắt trong thời gian sắp tới. Cho nên là nếu mà anh em có thể có mong muốn gọi là bên mình review những dự án nào thì anh em có thể comment ở dưới video này để mình có thể đọc. Và sau đó thì nếu mà dự án nào thực sự là đáng để mà review và bên cạnh đó là có nhiều những cái thông tin để mình có thể review á, và đặc biệt là thiên về cái mảng game á, thì mình sẽ review cho anh em. Và đến đây thì rất là cảm ơn anh em đã xem video Coin 68 TV và hân hái chào anh em một ngày sớm nhất.